Trường hợp này thì không biết ai sẽ bồi thường bây giờ. Thanh sắt ở bên dưới là chiều cao tối thiểu 3m2 nhưng thanh ở trên nó lại thấp hơn. Bác Tài vẫn nhấn ga chạy qua thanh đầu tiên nhưng cái thứ hai đã bị mắc ở lại. Chuyến hàng vừa bị trễ mà xe cũng hư hỏng nặng làm ùn tắc nguyên cả tuyến đường.